chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trấn Thành bị bạn thân lỡ miệng tiết lộ sở hữu tài sản nghìn tỷ, nên MC thực sự giàu đến cỡ nào? Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, nhiều người không khỏi choáng ngợp trước khối tài sản khủng của MC Trấn Thành. Cách đây vài ngày, trong một đoạn clip hậu trường buổi quay phim mới, một nam diễn viên kim bạn thân của Trấn Thành gây chú ý khi bất ngờ tiết lộ khối tài sản khủng của nam MC. Tôi nói thật, trước giờ tôi chưa thấy diễn viên nào tài sản 1.000 tỷ như Trấn Thành mà diễn không cần cascader. Chị em tôi đứng nhìn Trấn Thành diễn mà đứng tim luôn. Sau đó, Trấn Thành không có phản ứng phủ nhận việc sở hữu tài sản nghìn tỷ, mà chỉ tâm sự: "Khán giả ơi, tôi diễn là phải hy sinh cả bản thân, cả thanh xuân, vì vậy mong khán giả hãy theo dõi bộ phim hài của tôi." Trước phản ứng này, nhiều người không khỏi thắc mắc chuyện Trấn Thành có 1.000 tỷ thật hay chỉ là một câu nói đùa của đồng nghiệp. Vậy thực sự, nam MC đình đám này giàu cỡ nào? MC Quốc Dân với mức cát xê khủng, đắt show như tôm tươi. Trấn Thành không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Từ khi gia nhập làng giải trí, anh luôn thể hiện với công chúng mình là một nghệ sĩ đa di năng. Khi có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như MC, diễn viên hài, ca hát và gần đây là đạo diễn. Kể từ ngày trở thành ngôi sao hạng A của Vbiz, Trấn Thành được nhiều chương trình chọn mặt gửi vàng, xuất hiện trên sóng truyền hình với tần suất dày đặc. Đặc biệt, Trấn Thành còn được nhiều nhãn hàng tin tưởng chọn làm đại diện cho thương hiệu của họ. Dù chưa bao giờ tiết lộ mức cát xê của mình, nhưng theo một số nguồn tin, Trấn Thành được trả 30-50 triệu đồng cho mỗi tập lên sóng. Riêng những sự kiện mà nam MC tham gia được bao show trả tới 6.000 USD, khoảng 140 triệu đồng. Gần đây nhất có lẽ là doanh thu lên tới 400 tỷ của bộ phim điện ảnh Bố Già do Trấn Thành viết kịch bản, đồng đạo diễn và đảm nhận vai chính. Trấn Thành chính là gương mặt quen thuộc trên truyền hình khi được nhiều chương trình ưu ái mời làm MC nhờ lối dẫn hài hước, thông minh và cảm xúc. Sở hữu bất động sản có giá trị khủng. Hơn 15 năm gây dựng tên tuổi, Trấn Thành hiện có một cuộc sống đủ đầy và giàu có. Sinh sống cùng bà xã Harry Won trong một chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Tháng 5 2019, cặp đôi đình đám chi 7,5 tỷ đồng để mua thêm một căn hộ cao cấp tròn 100m², hướng nhìn ra Hồ Tây ở Hà Nội. Danh hài Trần Giang từng bật mí rằng Trấn Thành và Harry Won còn có căn nhà lên đến 20 tỷ đồng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà tiền tỷ mà vợ chồng Trấn Thành Harry Won ở cùng bố mẹ. Ngoài ra, để thuận tiện cho việc lưu diễn tại Hà Nội, vợ chồng Trấn Thành cũng mua một căn hộ cao cấp hơn 100m² có tầm nhìn hướng ra Hồ Tây với giá 7,5 tỷ đồng. Gây choáng với bộ sưu tập nước hoa, đồ hiệu đắt đỏ và dàn xe hộp chục tỷ. Trấn Thành có thú vui sưu tập trang sức, phụ kiện và nước hoa xa xỉ. Trong một clip vào tháng 3 2021, Harry Won khiến dân tình choáng ngợp trước bộ sưu tập hơn 600 lọ nước hoa của Trấn Thành. Tính sương sương, dòng nước hoa Roja của Trấn Thành đang có khoảng hơn 50 chai và mức giá của mỗi chai đều không hề dễ chịu, trung bình từ 10 đến 15 triệu đồng. Thêm vào đó, những chiếc đồng hồ tiền tỷ được gắn vàng kim cương cũng thường xuyên được Trấn Thành sử dụng khi xuất hiện trước đám đông. Trong số đồ hiệu đắt đỏ của Trấn Thành, đáng nhắc đến nhất chính là chiếc kim cài áo. Nam MC không ngần ngại chi hàng trăm triệu đồng để mang về 14 chiếc kim cài áo. Bên cạnh sở thích sưu tầm nước hoa, đồng hồ với bộ sưu tập tiền tỷ, MC Trấn Thành còn sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới. Bộ sưu tập nước hoa đến từ nhiều thương hiệu đắt đỏ của Trấn Thành. Những chiếc đồng hồ tiền tỷ được gắn vàng, kim cương cũng thường xuyên được Trấn Thành sử dụng khi xuất hiện trước đám đông. Bộ sưu tập kim cài áo của Trấn Thành với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Dàn xế hộp đắt đỏ với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới của Trấn Thành. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.